Được hơn 2 tuần. Mình thích khoảng thời gian này trong năm. Có thể lý do mình thích nó không giống như bạn nghĩ, không phải là vì Halloween. Thực ra mà nói mình không thích Halloween nhiều lắm. Mình thích tháng 10 bởi vì ở Đức tháng 10 là khi mùa thu bắt đầu. Mùa thu là một trong những mùa mình yêu thích. Hình như mình thích cả 4 mùa luôn á. Nhưng mà tháng 10 mùa thu chỉ hơi lạnh thôi. Cảm giác bạn khoác một chiếc áo ấm nhẹ vào ban đêm hoặc khi bạn ra ngoài thì cảm giác giống như bạn lên Đà Lạt vào mùa lạnh á. Một lý do mình thích tháng 10 nữa đó là khoảng thời gian này lá trên cây từ màu xanh nó chuyển sang màu đỏ, màu cam, màu vàng. Và khi bạn đi bộ ở trong những khu có nhiều cây á, nhìn lá rơi đẹp lắm. Có nhiều người không thích mùa thu bởi vì họ biết mùa thu đến có nghĩa là mùa đông cũng sắp đến. Nhưng mà mình thích mùa thu, đặc biệt là khi buổi chiều mình đi dạo, sau đó vào trong một quán cà phê uống một ly trà nóng hoặc một ly cà phê. Mình sinh ra và lớn lên ở miền Nam, như các bạn cũng biết, ở miền Nam thì nó chỉ có hai mùa thôi, mùa mưa và mùa khô. Từ khi mình chuyển qua Đức, mình đã trải nghiệm được 4 mùa rõ ràng ở đây, và khoảng thời gian này trong năm là khoảng thời gian mình thích nhất. Cảm ơn bạn đã xem. Nếu thích những nội dung mà mình đăng tải, các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký kênh YouTube của mình nha. Mình sẽ có video mới hàng tuần. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau.